Game này tên gì nhỉ? Murder House. Âm thanh to thế nhỉ? Ok, nhạc 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 bé bé này là ổn đấy nhỉ. Load game. Hôm nọ là chúng ta đã chơi đến đâu nhỉ? Ngôi nhà sát nhân, ngôi nhà sát nhân. Không, hôm nay không lạnh lắm các bạn ạ. Nhưng mà game này hay, game này hay. Tóm lại là bây giờ trước khi bắt đầu là tôi vào tôi solo cả con kia một phát đã. Nhà tôi có mỗi một máu, bây giờ còn mỗi một máu. Rồi còn mỗi một máu, thế mới đem như vậy. Làm quả kèo solo nhá. Làm quả kèo solo mở màn trước nhờ. À nhưng mà solo này thì anh em toàn đặt là tôi không làm được thôi. Tại vì tôi còn có một máu mà. Thôi chiến thôi. Chơi như bình thường nhá. Thật bây giờ như này đặt thì anh em chỉ có đặt thổ win thôi. Tại vì nó không cân. Súng có rồi này, quả trứng này, bây giờ mình đi cất quả trứng vào trong cái giỏ đi nhờ. Bây giờ ấy là anh em chỉ có đặt cho thỏ thôi. Cảm ơn Sumi Baby nhá. Hai quả trứng. Bây giờ mình phải đi đâu? Hoặc là có một cái chỗ nào đấy mình đã bỏ qua. Mình chưa lấy đồ, bây giờ mình đi từng phòng một đi. Phòng này là khai thác hết rồi này. Đây rồi. Ngon. Ui, đầy máu, đi xếp. Rồi bây giờ xếp này. Không biết là đặt 3 quả hay là mới đặt được 2 quả. Đấy, nó đang bị lỗi cái kiểu đấy cơ, thế mới đen. Nếu mà nó bị lỗi không đủ được 4 quả như là không phá đảo được đúng không? Tầm máy ra xếp cái solo là hợp lý này. Kèo luôn. Solo cận chiến với thỏ. I win. Anh em tin tôi đây, tôi làm được. Đặt ít thôi các anh em ạ, tí còn làm tí kèo bóng đá. Kèo co luôn. Xếp luôn. Game này cái cơ chế nó làm rất là dốt. Thà cho người ta ấn một phát là nhận đi, lại còn phải di chuột xong rồi vào hòm đồ các kiểu. Ok đấy. Hôm qua tôi sạch bóng rồi. Kém. Như tôi đặt thì chỉ có ăn này. Cứ nghe tôi. Anh nghỉ Naraka rồi. Vừa đánh với cả Matsu với cả Khang Nết rồi. Thế nào người ta gọi là solo? Solo là tôi chơi theo kiểu chơi cận chiến, dùng đúng cái này bụt nhau với nó. Chứ ai lại chơi đi ra đi vào cửa. Ở nhà chết rồi, chưa đổi sang game apply. Quên. May quá anh em nhắc. À, chỉnh sửa thông tin phòng. Quên đấy. Game offline. Kinh dị. Xong rồi. Kéo co. May quá anh em nhắc một tiếng và kết thúc livestream. Chiến luôn này, từ từ. Không cho đặt nữa nhá. Đóng luôn. Còn ai đặt không, nó đang ở ngay ngoài đấy. Đặt nhanh, tôi mà đặt được là tôi đặt cho tôi ngay. Không mà tôi đóng kèo đây này.
Cho các bạn thêm 15 giây suy nghĩ nữa. Ôn in và thỏ thì chết chắc rồi. Rồi cho ông nào đang đặt 7.59 nhăm xu làm được là ăn được tiền. Đâu nó rồi, nó rồi. Thằng ôn con đâu rồi? Hay là nó ở trên nhà nhỉ? Vừa nghe thì tiếng bước chân nó xong. Thôi vừa đi tìm nó vừa kiểm tra từng phòng. Thằng chết rồi này. Không phải súng, đã bảo solo cận chiến với nó thì lại cầm súng đi. Thế nào gọi là cận chiến? Không giết được đâu. Lại không giết được đâu. 5 hit là tôi thắng. Hôm qua tôi vừa giết nó xong. Lại không gặp rồi. Game này là Mood the How. Tóm lại ở trên tầng với cả ở dưới này là mình tìm hết rồi. Không nhặt được cái gì cả. Không phải. Hay là nó ở dưới hầm nhỉ? Chơi súng là chơi kém. Vào sẵn tư thế chiến đấu. Nhìn thấy nó là vụt luôn. Đậu không cho xem rồi. Vậy là có rất nhiều chỗ để mà chúng ta trốn. À chỉ bấc. Đã vào chơi tử tế chứ bình thường thì lại ai chơi bấc. Đây rồi. Nghe tiếng bước chân gần lắm. Lại không thấy đâu. Mấy chỗ này không có gì để lấy nữa các bạn ạ. Bây giờ phải lục từng phòng một. Lục từng phòng một. Phòng này bị khóa này. Hình như đèn nhấp nháy đúng không? Đây là những cái bộ xương. Hình như nó đang ở ngoài. Cái này hết rồi. Giờ phải đi kiểm tra từng phòng một xem có gì mình lấy được không. Không có này. Màn hình nhòe nó mới ra chứ không phải là đèn chớp à? À, thế thì dễ thôi. Không lấy được gì. Không hiểu ở đâu nhở. Tư thế chổng mông. Một sợi dây thừng.
Nếu mà dùng đến dây thừng thì chúng ta sẽ buộc lên trần nhà rồi chúng ta thắt cổ. À mình sẽ thắt cổ con thỏ. Ok. Rồi mình sẽ đổi sang vũ khí là dây thừng. À không phải. Dây thừng dùng vào việc gì ta? À, dây thừng để lấy cái đồ ở ở ở ở dưới sàn. Dưới sàn đúng rồi. Mình sẽ buộc cái nam châm vào dây thừng. Đúng rồi. Ok. Chuẩn đấy. Buộc thông minh vào dây thừng. Dạ chửi bệnh đi chú. Game này game vẩn này. Ok, bình tĩnh thôi, di chuyển từ từ. Úi dồi ôi, mẹ con man được canh. Gặp nó là tôi bổ luôn, gặp nó là tôi như này vào mồm ngay. À hoặc là đổi cái sợi dây thừng ở cái thằng 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 thằng, thằng sếp đang thắt cổ ở trên tầng 2. Cho em làm mod à? Đây rồi. Ồ, không phải. Đây, cho bạn làm mod luôn này. Cái dây thừng để làm gì ta? Đấy. Thả anh em làm viewer xem free nó sướng hơn không lại đi làm mod. Làm mod là mỗi tháng lại phải đóng tiền. Chả hiểu sao cũng dành. Không ai cả. Không được. Khó thế nhở, không hiểu bây giờ phải 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 đi đâu. Bạn ấy đang xem cho bạn ấy làm mod tí nữa tôi nghỉ tôi lại bỏ mod ngay ấy mà. Ai bảo mày để tên bùn nào bùn nếu? Tên bùn nào là mày không được làm mod rồi. Game này là game nhiều game giải đố mà. À, thì ra là lấy dây thừng buộc vào cái tủ này xong rồi kéo nó ra. Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay là mình sẽ phải sử dụng cái dây thừng này để mà kéo mà lại. Làm gì mà tôi không biết. Đổ cái này ra mình có một cái lối đi đằng sau đây này. Quan trọng là cái trình các bạn hiểu không? Tư duy một tí. Giờ chui ra. Đơn giản. Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay là cái dây thừng này dùng để thế. Đây rồi. Lục đã. Không gì. Con thỏ thì không thể vào được phòng này tại vì phòng này khóa cửa rồi. Không có gì. Ui. Thằng này thằng nào hả mọi người? Thằng này thằng nào nhở? Đây là một người đàn ông kỳ lạ nhưng mà mồm cũng ngậm quả trứng. Chứng tỏ đây là cũng là một nạn nhân của con thỏ giết. Banaget là gì? Heal sticker, recover some heal. À, hồi máu. Ok, hồi máu. Úi dồi ôi. Sự thật luôn,
Tôi chơi tôi có bị con thỏ nó đánh trúng phát nào đâu mà phải hồi máu. Hổ mọc thêm cánh rồi. Không có gì. Ở đây có hai cánh cửa các bạn ạ. Cánh cửa này hình như là thông ra hành lang. Cánh cửa này hình như là thông ra hành lang. Chính xác. Còn cánh cửa bên cạnh là cánh cửa thông sang cái phòng phòng mà thằng Tôm nó nhớ về vợ nó. Ok, chúng ta sẽ đứng hết và xong rồi xuống cất quả trứng này đi. Rồi, bây giờ xuống chúng ta sẽ cất quả trứng và quay lại xếp. Sau đấy sẽ đi tìm con thỏ đấm nhau luôn. Game quá dễ. Tôi tưởng con game này sợ lắm. Game này tôi chơi thì không có một cái cảm giác gì luôn. Hết xếp rồi nha. Các bạn thấy không? Tôi chơi là tôi... À từ từ. Mình phải đi cất quả trứng đã đúng không? Làm thinh. Ok. Mọi thứ vẫn an toàn. Tôi có thấy lúc nào nó nhòe hình đâu nhở? Ủa thêm một quả trứng nữa nó ở đâu? Giờ làm sao tôi tìm được quả trứng cuối cùng? Hay là bị lỗi gì nhở? Ôi nó tự dùng mất cái bút chì kia rồi. Thế chứ lại. Thế giờ phải đi đâu tiếp? Nhân vật của mình nó là nữ, nó không có trứng. Chỉ buồng trứng này. Mẹ giờ không biết phải làm gì cơ. Chỗ piano lấy rồi. Piano lấy rồi. Chỗ bụng của thằng sếp nó cũng lấy rồi. Ủa không hiểu lấy đâu nhở. Con này nó cắt buồng trứng rồi. Trên trần nhà. Mây chơi trò này rồi à? Trên trần nhà. Trần nhà tầng mấy hả em? Miệng con phát thanh à? Miệng con phát thanh hình như là tôi cũng lấy rồi. Cái này là lấy rồi này. 12, 10. Từ từ. Tôi nhớ là tôi lấy đây rồi. Ơ. Thế thì game này nó bị lag. Đây trứng đây. Trứng đây. Ui rồi mày chả biết cái gì cả. Cũng bày đặt. Rồi. Bây giờ tôi sẽ phải làm gì đây? À, mình phải đi check một cái gì đấy. Ta 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 ta. Giờ đi đâu?
Từ từ, mình vừa mới để xong mà mình chưa tìm. Lại xin làm mod à? Khổ, làm mod nó được cái gì đâu anh em. Không dùng được. Tất cả trứng đã được đặt ở trong giỏ. Ủa, mỗi thế thôi à? Đúng rồi, chỉ sợ cho các bạn làm mod xong rồi các bạn ban linh tinh thôi, xong rồi không biết là lỗi của ai. Lúc đấy ảnh hưởng những người khác. Tất cả trứng đặt trong giỏ thì được cái gì? Đây nhá, tôi cho nốt bạn Kinbi này làm mod nhá. Đấy, khổ quá, anh em cứ đòi làm mod làm cái gì cơ chứ. Nó có được ích lợi gì đâu. Không ai cả. Giờ phải đi đâu ta? Giờ không biết phải đi đâu. Được rồi, mấy hôm nữa lại 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 tôi vào tôi hủy mod ấy mà. Chúng ta không còn vật gì để mà dùng nữa ấy. Mẹ giờ không biết phải đi đâu. Bốn quả trứng vào trong giỏ thì được cái gì? Tưởng bốn quả trứng vào trong giỏ nó phải cho mình một cái chìa khóa chẳng hạn. Đây nó trả cho mình cái gì? À đây rồi, đây rồi. Cái này mở cửa rồi. Có một con đường mang tên là tình yêu. Khi tôi bước, không gì cả. Khi tôi bước một mình, đêm những nỗi cô đơn. Đêm trong từng làn gió thoảng, đêm trong từng hạt mưa bay. Đến đây từng tia nắng sớm mai, đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm. Ô, ra vườn, ra vườn, ra vườn. Có một con đi. Ở vườn có một khẩu súng shotgun. Mang tên là tình yêu. Một ngày khi em đến, xanh bước đi cùng tôi. Ui ơi. Ô, thằng Tôm, thằng Tôm. Nó thằng Tôm à? That's Đúng rồi, là tao đây. right. Mày đừng nói Innocent cho Tom. ai biết tao là kẻ Harmless. sát nhân Walk nhá. all over him, Tom. Mama's boy, Tom. Không, không, là tao sẽ giết tất cả mọi người. Nhưng tại sao mày lại làm thế? To avenge my brother. Đến cả gia đình tao và anh trai tao còn bị tao giết. Để tao khai He mở turned himself in to save Sharingan. me. À, thằng này là đọc truyện Naruto nhiều quá đây này. Lại bắt đầu nghĩ mình là Sasuke đây này, nó còn giết cả anh trai cả bố mẹ nó đây này. Control the urge to kill, but it's back. Ủa, nhưng mà And Sasuke now là thằng anh I'm nó going giết to bố mẹ nó chứ nhở? kill now. À, anh thằng này đi tù thay đó à? Ui rồi, từ từ đã bạn ơi, từ 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 từ. Có khẩu súng ở gần đây mà. Đây rồi, đây rồi, đây. Từ từ. Bố mày cận chiến mày luôn đấy. Bố mày cận chiến mày luôn đấy. Như nào, như nào? Như nào, như nào, như nào? Như nào, như nào, như nào?
bố mày ra kèo là cận chiến cơ mà. Như nào, như nào? Ôi trời ơi. Ui giời ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Ui bạn ơi, ăn phát đầu đau chưa, đau chưa, đau chưa? Cần gì phải dùng súng, cần gì phải dùng súng? Cần gì phải dùng súng? Cần gì phải dùng súng, cần gì phải dùng súng? À, à, à. Đen thôi. Quả đấy bị lác, nó kẹt, nó kẹt. Quả đấy kẹt, quả đấy kẹt, quả đấy kẹt. Thề luôn quả đấy bị kẹt. Đen thế chứ lại. Mẹ nó bị kẹt quả đấy. Hơi đen. Hơi đen cho các bạn nào tin tưởng vào tôi. Quả đấy đen, tự nhiên nó bị lác. Mẹ mất kèo ăn cho anh em. Lại, 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 lại. Lần này solo là được dùng súng nhá. Thôi, chơi cận chiến thôi. Chơi cận chiến thôi. Chơi cận chiến, không chơi súng. Teppi. Teppi cận chiến thôi. Yên tâm anh em, chơi cận chiến thôi. Nào, quả này là tôi, anh em nhìn tôi đánh thế là biết rồi đấy. Đặt nhanh lên, mở cược rồi. Không, quả đấy nó bị kẹt, nó bị lag. Tí nữa tôi lựa những cái chỗ chạy vòng tròn thôi. Để vào lại đã. Mẹ không biết nó bắt mình chạy lại từ đâu cơ. Thấy chưa, lần này không ai dám đắt thỏ rồi. Tại vì nhìn cái trình của tôi nó kinh quá mà. Giờ ông nào dám đắt thỏ nữa đâu. Ủa lót lại tự nhiên có một cái bút. Ok, tôi nhớ đường rồi, tôi nhớ đường rồi. Đầu tiên là mình chạy xuống hầm. Để mình chạy xuống hầm để mình lấy cái đầu tiên là lấy quả trứng ở trong cái đàn này, xong rồi xuống hầm để lấy cái sợi dây xong rồi lên tầng 2 mình kéo cái tủ ra đúng không? Cận chiến thôi. Tất cả đều đã nằm ở trong đầu tôi. Kinh ngọc. Đơn giản. Đi xuống hầm. Tôi thuộc cả cái bản nhạc đấy rồi. Tưng 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 tưng. Anh em ơi đặt tôi đi nào. Sẽ có xu cho mọi người. Nhanh tay lên đặt tôi đi nào. Sẽ có xu cho mọi người. Sáng tác lời luôn, sáng tác lời luôn. Thỏ ăn à? Được rồi, bắt đầu ngang kèo ấy. Xin cái tuổi bạn thỏ luôn. Con đó phải dùng súng mới giết được. Cận chiến thôi. Không có gì phải súng cả, các bạn tin tôi. Ô, đầy máu luôn. Con đấy phải dùng súng mới giết được. Chỉ có những đứa nào chơi gà được chơi gà mới phải dùng súng. Nó làm ra cái đồ cận chiến là để làm gì? Nó chỉ hơi lâu thôi. Cầm súng thì sát thương của các bạn đánh nó sẽ là cao hơn. Nó chỉ chết nhanh hơn thôi. Người dùng cận chiến giết được đúng mới là tài năng như vậy. Dùng súng giết thì ai cũng làm rồi. Ai cũng làm rồi. Con đó không dùng súng làm sao giết được.
Đúng là từ từ nhá. Có nên vào cất luôn quả trứng nhỉ? Hay là mình cất đủ quả trứng đi xong ra mình xếp. Đúng đấy, đúng rồi. Con đấy phải dùng súng mới giết được. Tay không giết làm sao được. Cứ phải cẩn thận các bạn ạ. Mẹ chẳng may nó bắt được cái là mình chết đấy. Nhưng mà phải là đánh nhau nhá, phải là đánh nhau nhá. Chứ không phải là tôi đang chạy giữa đường này nó bắt được mà tôi chết là tính đâu. Chơi là phải chuẩn. Không anh em lại cứ... Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy nốt quả trứng nữa và đặt được hai quả trứng xong rồi mình sẽ ra mình xếp. Full vào anh rồi, tổng 12k vàng. Ok em ơi. Lần này còn có cả máu nữa các bạn. Bím. Suốt ngày đánh rắm. Cái này làm gì có gì? Ok, rồi mình đi ra này. Trong kia đàn gà con lông vàng, nó cứ đi theo mẹ. Quả vừa đấy bị lag rồi, còn không à, tôi giết nó rồi. Game tự nhiên nó tạo ra cái đoạn đấy nó kiểu mình không chạy được. Nhân vật mình của nó bị đứng 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 kẹt luôn mà. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống tầng hầm đúng không? Nghe như nó ở gần thì đập chết nó luôn như gần. Chơi bẩn với tôi bạn. Từ từ đã, từ từ đã, phải xếp đã, phải xếp đã. Không cần súng. Không cần súng. Mẹ, mình đặt đủ 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 trứng rồi mà nhờ. Đã tính đánh nhau đâu, đã tính đánh nhau đâu. Đây là đang ra chỗ xếp. Ôi, nó không cho mình xếp. Nè, nó chứ. Đéo cần xếp, đánh nhau luôn. Cày chê. Thần tài đến cái gì? Phát này có tính đâu mà thần tài đến. Ra vườn mới bắt đầu tính. Cả hai cùng đầy máu đánh nhau. Chưa gì các bạn đã bảo phát đầy tính rồi, phát đầy tính nhá, tôi ra tôi đấm nó luôn. Rồi đây. Bây giờ này phải sau cái đoạn hội thoại ấy. Này thì bắt đầu sau đoạn hội thoại, yên tâm lần này không thua được. Lần này tôi thắng, anh em không phải lo. Lần này tôi thắng. Bắt đầu đây này, lần này mới tính này. Đây mình chạy ra đến đây thì nó xuất hiện đúng không? Đây đây, đến cái chỗ này. Rồi. Không phải nói nhiều. Tom. Tôm. That's right. Tao thấy mày đặt kèo ở trên Nemo.tv gạch chéo 5x. Mọi người đặt cho mày cũng khá là nhiều đấy. Tao với mày solo đúng không? Ok, solo cận chiến nhá.
to avenge my cả đời thằng này chưa bao giờ dùng súng bắn ai. Anthony wasn't the Easter Ripper. Solo. I was. I thought I could control the urge to mày giết được tao thì mày chiến thắng. Ok. Mày. Mày. Đây vừa lấy kẹt chỗ này này. Mày. 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 Nhân nhân. Mày làm sao? Mày làm sao? Mày làm sao? Perfect. Perfect, không mất máu nào, không mất máu nào. Perfect. Mẹ mày cứ đầu mày bổ. Chuyên ra dùng phóng, chuyên ra dùng phóng. Ôi giời ơi, chém gì đây? Người chơi hệ phóng, người chơi hệ phóng. Người chơi hệ phóng, người chơi hệ phóng. Người chơi hệ phóng. Ô kìa, ô kìa, ô kìa. Con này phải dùng súng mới giết được á? Đâu cần thiết. Ôi tôi có mất máu nào không nhỉ? Ôi rồi ôi, đẳng cấp. Con này phải dùng súng mới giết được. Ủa các bạn xem ở đâu mà phải dùng súng vậy? Quá đơn giản. Dậy. Dậy đánh nhau. Dậy đánh nhau. Ui rồi ôi. Bạn ơi, bạn kém quá. Bạn kém quá. Bây giờ nó lại như này cơ. Làm anh em tin tưởng mày mất tiền này. Làm mọi người mất tiền này. Thằng ngu này. Đơn giản. Thấy chưa? Tôi bảo các bạn rồi. Đâu phải cứ dùng súng thì mới giết được nó. Đây, shotgun đây gì? Shotgun đây gì? Ui, dậy á? Dậy giết tiếp. Tôi còn đang mong nó dậy cơ. Tôi còn đang mong nó dậy cơ. Đâu rồi? Ủa? Nó đâu rồi? Ui! Nữa à? Mày không thể giết được tao bởi vì tao là kẻ sát nhân bất tử. Chuyện đéo gì xảy ra thế? Cánh cửa này mở. À cái chỗ ấy. Ui, thằng bé ở phần 1 đấy. Đây là những đứa mà tao đã giết. Ui vãi cứt. Bọn đệ tôi. Thôi anh em viewer, không cần phải làm thế. Ba cái thằng này là ba thằng bét kèo, thằng thỏ, xong rồi thua tiền đấy anh em ạ. Thôi mất tiền thì thôi, lại đi đánh nó. Ba ông chán, ba ông đặt nhiều nhất đấy. Ui rồi có ông còn đặt cả quần áo, cởi chuồng luôn cơ mà. Thế sợ vậy. Tin tưởng đến nỗi mà cởi chuồng đặt luôn. Ôi tôi phát ảo ra. Phát ảo ra. Ok, thêm một phát nữa là không chạy nhá. Mặt lúc nào cũng hướng về nó, được chưa? Làm thêm quả kèo mặt lúc nào cũng hướng về nó. Dẻo gọi. Không, có thấy gọi đâu, trên trốn tìm á. Không thấy gì cả. Đâu thế nào? Không có. Ok, để tôi làm thêm quả kèo là quá đơn giản. Chạy lùi thì được chứ đúng không? Chạy lùi thì phải được chứ đúng không? Cut. Brilliant. Cut. Làm tốt lắm. Congratulations guys, that's a wrap. Chúng ta rất là thành công với cả cái bộ phim dự án lần này. À đâu, đây là một bọn khác. Một bọn khác đến đây. Một bọn khác đến đây quay phim anh em ạ. À, một bọn khác đến đây quay phim à? Ủa, thế giờ phải đi đâu tiếp? Dẻo gọi à? Ờ.
Anh em chờ tí để Any more pizza? Úi rồi, Justin Bieber à? It's not that bad. Rồi 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 rồi, biết rồi, từ ơi, biết rồi, biết rồi. Ok, chờ tôi tí. Như này là phá đảo chưa anh Any em? more pizza? No, let's put. It's not that bad. Nhưng mà đoạn này sắp xong phá đảo chưa? Thế bây giờ phải đi đâu? Phần mới rồi á? Biết rồi, tôi biết rồi. Nhận được rồi, nhưng mà từ từ tôi vào đây đã. Ôi giời! My skeletons? Con mẹ nó chị ơi. Yeah. Đây đây đây, nhặt được chìa 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 khóa xe. Giờ đi về. Mẹ bố tổ. Té là về đúng không? Để cho nó kết thúc phần mới rồi à? Phần mới này có dài không? Thì để lần sau chơi tiếp. Phần mới này có dài không? Anh em nào từng xem rồi chỉ tôi cái. Ok, lần sau nhá. Hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây đã vậy. Có à, đợt trước ông Dũng ông ấy chưa 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 chơi phần này à? Ok, lần sau chiến tiếp nhá. OBS. Ui giời ơi, những ông đặt thỏ ơi, mất mất xu nha, mất xu nha.